Lực lượng cảnh sát Nga đã thành lập một đơn vị chống thiết bị bay không người lái có trách nhiệm đảm bảo an toàn trên không cho các sự kiện lớn. Cảnh sát Nga cho biết đơn vị này bao gồm các đội tuần tra di động cùng các tay súng bắn tỉa và các đội kỹ thuật sử dụng các thiết bị đặc biệt để xử lý các thiết bị bay không người lái. Lực lượng cảnh sát chống thiết bị bay không người lái tại Nga cũng bắt đầu làm việc từ ngày 9 tháng 5. Trước đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương, Điện Kremlin đã bị tấn công bằng hai thiết bị bay không người lái. Lực lượng an ninh và quân đội đã kịp thời hành động và vô hiệu hóa các phương tiện này.